Xin chào anh chị, và hôm nay thì mời anh chị cùng chiêm nghiệm về tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, nữ mạng cung Khảm, mạng Sơn đầu hỏa. Mạng Sơn đầu hỏa này thì sẽ kỵ khắc với những cái mạng thủy anh chị nhé, tại vì thủy hỏa là khác nhau. Cái thứ hai là mạng Sơn đầu hỏa này sẽ hợp với những ngũ hành là thuộc mộc, thuộc hỏa, tại vì mộc sinh hỏa và hỏa trợ giúp cho hỏa. Tiếp theo là tuổi Ất Hợi thì có thiên can Ất là thuộc mộc, địa chi Hợi là thuộc thủy, như vậy là địa chi sinh thiên can, như vậy trong cuộc sống sẽ có những lúc gặp may gặp mắn. Ngoài ra thì người tuổi Hợi là tính nết nó hiền lành, nó thật thà, nó phúc hậu, thành ra là trong cuộc sống nó gặp may mắn là chuyện rất bình thường. Còn nói về màu sắc hợp theo ngũ hành, đó là hợp những màu thuộc ngũ hành mộc và ngũ hành hỏa. Ngũ hành mộc thì gồm màu xanh lục, xanh lá cây, còn ngũ hành hỏa thì đó là màu đỏ, màu hồng và màu tím, kỵ khắc với những màu thuộc ngũ hành thủy, đó là màu xanh nước biển, xanh da trời và màu đen. Về tính cách của Ất Mộc thì thuộc âm Mộc, tức là chị em của Mộc, còn Giáp Mộc là anh, người anh của Mộc. Ất Mộc thì chỉ những loại cây hoa cỏ, cây nhỏ, tính chất là mềm yếu, những cái cây mà kiểu như cây dây leo ấy. Vì thế là tính cái người có Ất Mộc ấy, thì cái khả năng mà thích nghi nó rất là tốt. Ngoài ra thì Ất Mộc nó rất giàu lòng vị tha, biết đồng cảm với người khác, tính hiền hòa, bề ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng rất là ham muốn mạnh. Tại vì ở đây là Ất là thuộc âm, âm thì nó không thể hiện ra ngoài mà nó ở bên trong. Và tuy có tài năng nhưng mà thường buồn phiền, tại vì Ất là thuộc âm, âm là u tối, buồn phiền. Còn tính cách của người tuổi Hợi, bộ Hợi Mão Mùi thì đa phần là tính chất nó hiền lành, nó thật thà, nó chất phát, nó thuần tính, nó lành tính. Về mặt ưu điểm thì người tuổi Hợi là có tính cách lành này, không bao giờ muốn tham gia vào các cuộc tranh đua, đấu tranh, hướng đến cuộc sống an yên, ổn định và hạnh phúc với những gì mình đang có, tức là biết đủ là vui. Đối với những người tuổi này thì là như vậy. Những người mà có bạn bè hoặc người yêu là người tuổi Hợi thì thường cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, bởi người này sống chân thành, thẳng thắn, dễ bao dung, tha thứ cho người khác. Và với những cái ưu điểm như thế thì họ cũng có những cái nhược điểm, đó là hay bị mọi người hiểu nhầm là khờ khạo, cả tin, dễ bị lợi dụng, và người ta đối xử với người khác hòa ái nhưng lại không biết tạo ra sự lãng mạn. Còn bài thơ tổng quan về cuộc đời của nữ mạng tuổi Ất Hợi như sau, đoán xem số mạng tuổi này: lửa ở đầu núi tỏa bay khắp trời, mùa hạ sinh đặng hợp thời, mùa hạ tức là hỏa đấy, là số sung sướng có trời giúp cho. Ất Hợi mạng hỏa nhưng hiền lòng dạ, chẳng chấp nói rồi bỏ qua, số nàng xung khắc anh em, chẳng nhờ chẳng cậy ai làm lấy ăn. Tự lực cánh sinh, nhỏ thời chìm nổi linh đinh lênh đênh, sau nhờ bền chí lập nên gia đình. Tuổi muộn giàu có yên thân, sớm lập gia thất nhiều lần chẳng yên. Số tuổi 24 mới là lập nên chồng vợ cuộc đời an vui, 40 sắp tới trở lên làm ăn có của vững bền đặng lâu. Nữ tuổi Ất Hợi thì cuộc đời lúc trẻ thì tuy có nhiều vất vả nhưng thời gian sau lại rất thuận lợi và may mắn. Cuộc sống sau kết hôn thì có nhiều niềm vui, sự nghiệp thì phát triển, cơ hội thì rộng mở để tiến thân. Còn sang tuổi trung niên thì sự nghiệp rất là rộng mở, thanh thang, có vận về tiền tài. Về già thì cuộc sống được hạnh phúc bên người thân. Tổng quát lại thì nữ mạng Ất Hợi khi còn trẻ thì ít gặp may mắn, nhưng mà sang tuổi trung niên thì công việc cũng như sự nghiệp rất là vững vàng, có nền móng, có sự phát triển. Về già được hưởng cuộc sống vui vẻ, an lành bên gia đình. Từ vi người tuổi Hợi thì những người này thường là thọ trung bình từ 78 đến 88 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện, sống tốt đẹp, ngay thẳng cũng như là làm những việc có ích thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Còn về mặt tình duyên thì lại phụ thuộc vào tháng sinh. Nếu sinh vào các tháng 1, 6, 8, 10 âm lịch thì nữ tuổi Ất Hợi trong tình yêu gặp nhiều trắc trở, tình cảm trải qua nhiều sóng gió, thử thách. Và sau kết hôn thì ban đầu cuộc sống có nhiều vất vả, nhưng nếu cố gắng làm việc thiện thì sẽ có phúc về sau. Và nếu sinh con sẽ cải thiện được rất là nhiều vận may, đặc biệt là sinh con những cái năm hợp. Thì phần cuối cùng thì tôi sẽ chia sẻ những cái năm sinh con nào hợp với người tuổi Ất Hợi. Tất nhiên là ở đây là chúng ta phải xét cả vợ cả chồng thì nó mới ra được, chứ không thể một người mà sinh được con, đúng không ạ? Cũng như là tài vận thì nó phải kết hợp cả hai người. Còn sinh vào các tháng như là 2, 4, 7, 9, 11 thì Ất Hợi có nhiều mối tình đẹp nhưng thường kết thúc nhanh chóng, tình cảm không như ý muốn. Đặc biệt là cái tháng 4 là tháng tỵ, tỵ Hợi thì xung nhau anh chị nhé. Mặt khác thì Ất Hợi sinh vào tháng này là người, những cái tháng ở kể trên là người coi trọng công danh, sự nghiệp, tình yêu, do đó mà phải chịu, do vậy mà nhiều khi là họ có sự nghiệp vững vàng rồi mới tính đến chuyện lập gia đình, tức là công việc là hàng đầu.
và những đặc biệt những người sinh vào giờ dần, giờ thân, thân cư quan lộc thì cái cuộc sống chủ yếu của người ta là hướng đến công việc là chính. Nếu sinh vào tháng này cộng với sinh giờ dần giờ thân thì trong lá số tử vi thì thường là thân cư, trong lá số tử vi thì thân cư quan lộc ảnh hưởng rất nhiều từ công việc. Và sinh vào các tháng 1, 3, 5, 12 thì nữ Ất Hợi có một mối tình đẹp và sâu sắc. Sau kết hôn thì cuộc sống là có nhiều may mắn, tươi vui và tốt đẹp. Tháng dần là tháng mà dần hợi nó nhị hợp cũng rất là cát. Gia đình và sự nghiệp thì nữ Ất Hợi là rất may mắn trong tình cảm, lúc nhỏ thì được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Còn trong cuộc sống thì có nhiều niềm vui, lớn lên thì gia đình hạnh phúc, lập gia đình thì được chồng yêu thương, căn bản là bởi vì cũng tính hiền lành, chịu thương chịu khó. Các mối quan hệ trong nhà thì cũng hết sức tốt đẹp và thuận hòa. Cuộc sống thì yên vui bên chồng và con cháu khi về già. Sự nghiệp thì có phần phát triển vào những năm 28 tuổi. Những năm sau làm ăn phát đạt, con đường tài lộc rất là rộng mở. Tuy nhiên thì tới tuổi trung niên cũng có một số năm thiệt hại nặng nề. Sự nghiệp lúc lên lúc xuống không ổn định, về già thì có tài lộc. Còn những cái năm mà không ổn định thì đó là những năm xung hình hại phá, như là năm Tỵ này, năm Hợi là năm tuổi, năm Thân là năm hại, năm Dần là năm vừa hợp lại vừa phá. Ngoài ra là những năm tam tai như là Tỵ Ngọ Mùi, hoặc là những năm liên quan đến sao Thái Bạch. Về tuổi hợp chọn bạn đời sinh con, hợp tác làm ăn của tuổi Ất Hợi như sau. Tiêu chí sẽ là quý nhân lộc mã hoặc địa chi nhị hợp tam hợp. Kết hợp với ngũ hành mà được tương sinh cho ngũ hành hỏa là mộc là hỏa thì tốt. Còn chọn đối tác làm ăn thì có thể chọn đối tác như các tuổi ở trên đây và chọn ngũ hành kim cũng được, tại vì hỏa có thể khắc kim, chế ngự được kim. Thì quý nhân của tuổi Ất Hợi là Thân và Tý, thần tài là tại Mão, thiên mã là tại Tỵ, địa chi hợp là Mão Mùi Dần. Thiên can hợp thì là Canh. Tuổi Kỵ xung hình hại phá theo thứ tự giảm dần đó là Tỵ, Hợi, Dần, Thân. Như vậy thiên mã Tỵ này bị xung quá nặng, thế nên con mã này là không theo ý mình đâu, không dùng được. Tuổi Tỵ là không dùng được nhé. Tuổi Hợi thì hai cái tuổi này tự hình nhau. Tuổi Thân thì vừa là quý nhân nhưng lại vừa là hại nhau, nhưng mà mức độ nó rất là nhỏ, cái mức độ hại phá nó khá là nhỏ, thế nên anh chị cũng hoàn toàn yên tâm. Tuổi Thân với tuổi Dần chúng ta dùng bình thường. Quý nhân là Thân Tý này, thần tài tại Mão, thiên mã tại Tỵ, địa chi hợp là Mão Mùi. Hợi Mão Mùi là tam hợp, Dần Hợi là nhị hợp. Thêm nữa được thiên can Canh, ví dụ như là Ất Canh hợp mà, Canh Thân, Canh Tý hoặc là Canh Dần thì đều cát lợi. Ví dụ Canh Thân là mộc rất là hay, mộc sinh cho hỏa Ất Hợi. Canh Thân mộc sinh cho hỏa Ất Hợi, Canh Tý thì là thổ là bị sinh xuất. Nhưng dù sao vẫn là quý nhân và được thiên can và được địa chi là những cái tuổi tốt đẹp. Canh Dần cũng tốt. Ở đây Canh Dần và Canh Thân thì đều là mộc, đều tốt cả. Còn về hướng nhà hợp nữ mạng 1995 Ất Hợi thì Ất Hợi 1995 là thuộc cung Khảm. Cái này thì anh chị có thể tham khảo thôi. Khảm thì đầu tiên là hợp bốn hướng màu đỏ ở trên hình này. Khảm với Khảm thì nó sẽ là phục vị anh chị nhé. Ở đây là Khảm, Khảm tức là hướng Bắc, hướng Bắc, và Khảm thì thuộc con nhà Đông tứ mệnh, hợp những hướng thuộc Đông tứ trạch. Hướng Bắc là phương vị từ 337,5 độ tới 22,5 độ. Đó là hướng phục vị hướng Bắc. Hướng Đông là hướng Thiên Y, độ số là từ 67,5 độ tới 112,5 độ. Ở hướng sinh khí là hướng Đông Nam 112,5 độ tới 157,5 độ. Và hướng cuối cùng là hướng Nam, hướng Phúc Đức là 157,5 độ tới 100 tới 202,5 độ. Thì đó là bốn hướng tốt được bôi màu đỏ ở trên đây. Còn những hướng màu xám màu ghi này là những hướng xấu. Ví dụ như Đông Bắc là hướng ngũ quỷ, Tây Bắc là lục sát, Tây là họa hại, và cuối cùng là tuyệt mệnh là hướng Tây Nam. Anh chị có thể tham khảo một chút như này. Còn về cơ bản thì làm nhà vẫn là xem tuổi đàn ông, chúng ta biết để tham khảo là như vậy. Còn chú ý các cái năm xấu, năm xung hình hại phá là năm Tỵ Hợi Thân, Dần Thân này, Dần Thân Tỵ Hợi này. Riêng với tuổi Ất Hợi thì đúng là phải chú ý những cái năm Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung thật. Nhưng mà ở đây cấp độ là năm Tỵ là xung nặng, năm Hợi là bị thái tuế, vừa hình là vừa bị thái tuế là hai cái. Năm Tỵ năm Hợi là hai cái năm khá là nặng. Năm Thân với năm Dần thì mức độ nhẹ hơn. Tiếp theo là năm Tam Tai là Tỵ Ngọ Mùi. Như vậy năm Tỵ là vừa Tam Tai. Tỵ ở đây là bị Tam Tai này. Thêm đây nữa xung thì các anh chị hết sức chú ý năm Tỵ và năm Hợi. Ngoài ra nếu mà có sao Thái Bạch chiếu thì cũng là một cái năm về chú ý cẩn trọng trong việc đầu tư hợp tác làm ăn. Một vài chia sẻ gửi tới tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 nữ mạng như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại trong anh chị trong các video tiếp theo.